rơi máy bay Algeria, Tổng thống Burkina Faso tuyên bố 2 ngày quốc tang. Tổng thống Burkina Faso đã tuyên bố 2 ngày quốc tang sau khi máy bay của Air Algeria rơi vào phía Bắc Mali vào sớm 24 tháng 7 vừa qua, cướp đi sinh mạng của 116 người. Giới chức cho biết họ đã tìm thấy xác chiếc máy bay của hãng hàng không Air Algeria sau khi nó gặp nạn ở miền Bắc Mali. Máy bay chở 116 hành khách và các thành viên phi hành đoàn, gần một nửa trong số đó là người Pháp. Khi bị rơi, máy bay đang trên đường từ Burkina Faso tới Algeria. Các quan chức hàng không cho hay họ mất liên lạc với chuyến bay AS-5017 chưa đầy một giờ đồng hồ sau khi nó cất cánh vào lúc sáng sớm ngày 24 tháng 7, sau một đề nghị của phi công nhằm đổi hướng do thời tiết xấu. Đài truyền hình quốc gia Mali cho hay xác chiếc máy bay đã được phát hiện tại khu vực nằm giữa thị trấn Gossi tại Mali và biên giới Burkina Faso. Tổng thống Mali Ibrahima Boubacar Keita sẽ thị sát hiện trường vụ tai nạn. Bộ trưởng Thông tin Alain Edouard Traoré của Burkina Faso cho biết vụ tai nạn là tồi tệ nhất trong lịch sử hàng không của nước này. Còn Tổng thống Burkina Faso đã tuyên bố 2 ngày quốc tang các nạn nhân bắt đầu từ ngày hôm nay. Giới chức Burkina Faso cho biết máy bay chở 51 người Pháp, 27 người Burkina Faso, 8 người Liban, 6 người Algeria, 5 người Canada, 4 người Đức, 2 người Luxembourg, Cameroon, Bỉ, Ai Cập, Ukraine, Thụy Sĩ, Nigeria và Mali. Mỗi nước có một công dân đi trên máy bay này.